Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của chị đẹp để quay giới thiệu cho quý vị một cái lưu mới ha. Lưu mai ha, đẹp nè, củ đế đẹp, tay cành cũng đều luôn nha quý vị. À, lá xanh mướt luôn ha. À, chị đẹp đứng xa xa kia là quý vị. À, chào chị. À, chị chào thầy Tuấn trên kênh Mây Vàng Bây Giờ nha. Thì mình cũng chào tất cả cô chú anh chị em gần xa. Thì hôm nay mình cũng vừa mới đem cái lưu mai mới về dạo Thủ Đức nha, để giao lưu với cô chú cùng anh chị em mình. Thì mình thì địa chỉ của mình thì cũng là ở ấp 2 xã Nghĩa Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre nha. Số điện thoại mình thì 0339903105. Số điện thoại thứ hai mình là 0786565755. Hình thức của mình thì bao ship toàn quốc cho anh em. Mai của mình thì dạo là dạo rút dạo riêng nha anh em. Bông thì nó cũng từ 6 cho tới 12 cánh. Rồi mình cũng mong anh em ủng hộ giùm mình nha. Rồi mã số đầu tiên của mình là mã số 1 ha. Mã tiếng đầu tiên mình là mã số 1. Rồi cao lấy 1m7 nha quý vị. Rồi tán ngang tầm 1m2 ha. Thì nút nụ cũng quá xá nha quý vị. Nút nụ mập mập không nè. Đó, nút nụ thấy cưng ghê không? Quá xá ha. Nào được à, nó bung ra cái là nhìn còn cần mê hơn ha. Rồi quanh quanh 27 27 quanh giao lưu nhiêu chị? Rồi, cái này mình giao lưu với anh em giá 700 luôn. Rồi, 27 quanh giá 700 luôn, bao ship tới nhà luôn, giá cực kỳ yêu thương. Rồi xuống cây chuyển sang mã số 2. Rồi mã số 2 cũng cao khoảng tầm 1m7 luôn nha quý vị. Rồi tán ngang này rộng nhất ở dưới thì mình thấy chừng khoảng 1m3 ha. Thì nụ cũng đang ôm đặc nghẹt ha. Đây quý vị. Đó, tròn tròn luôn ha. Rồi vàng xương đó nè. Quanh 25 anh em. Rồi 25 quanh. Cái này giao lưu nhiêu chị? Giao lưu giá 700 luôn anh em. Rồi 700 ngàn luôn. Rồi mình xuống cây số 2. Rồi mã số 3 luôn. Đây mã số 3 đây quý vị, thì cao cũng tầm 1m7 luôn nha quý vị. Tán ngang thì cũng khoảng tầm 1m2 ha. Rồi cho em cái quành nó luôn chị đẹp. Quành 24. Rồi 24 quành. Da kiến gì vậy trời. Rồi giao lưu nhiêu đây chị? Rồi giao lưu 700 luôn anh em. Rồi 700 ngàn luôn, mã số 3, bao ship luôn cho quý vị ha, bao ship toàn quốc luôn nha quý vị. Rồi mã số tiếp theo là số 4. Rồi số 4 này cao tầm cũng khoảng tầm 1m7 luôn. Rồi tán ngang em này thì tầm khoảng 1m3. Này, vàng xương nó đặc hơn xíu ha. À, nút nụ nè quý vị. Nụ tròn tròn ha. Đó. Quành 21 22 rồi. Quành 22 anh em. Rồi quành thì nhỏ hơn nhưng mà tay cành nó đẹp hơn. Giao lưu như rồi, chị? Rồi giao lưu 800 anh em. Rồi 800 ngàn. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo số 5. Rồi số 5 này 1m5, tán ngang 1m2. Vàng xương. Đó. Quanh 21. Rồi 21 quanh. Giao lưu 700 luôn em. Rồi 700 ngàn. Mã số 5. Rồi xuống cây. Mấy cây, 7 cây thôi. Rồi mã số 6 nép nép qua cái chị đẹp. Rồi cao tầm khoảng 1m rưỡi nha quý vị. Tán ngang thì khoảng 1m3. Cái này lạc lá rồi ha. Thì nút nụ đang ôm. Ôm quá xá luôn. Rồi hoành 23 hoành. Giao lưu 800 anh em. Rồi 800 ngàn. Đó. Rồi mình xuống cây. Chuyển sang mã số 7. Số 7. Cao khoảng 1m7 hôm nay. Rồi 1m7 luôn ha. Tán ngang này chắc 1m5 á. Ngang 1m5 hơn á. 1m5 ha, tính 1m5 ha. Quá trời cây này. Cái vàng xương đẹp ha. Đó quý vị, vàng xương này đẹp nè. À, chị xe cho em dòng em nói là chị. À, hết sức cái dàn xương luôn không?
Trang Sơn đẹp nha. Rồi hoành luôn chị. Để dưới cũng quá xá nè. Rồi 24 hoành ha. À, mã số 7 em giao lưu với cô chú anh chị giá 1,5 triệu luôn. À, 1,5 triệu. Dạng xương đẹp. Rồi xuống cây. Rồi qua mã số 8 luôn rồi quý vị. Rồi quay này đi. Rồi mã số 8. Về quay hết tóc lóc vậy hả? Để ngồi tiếp kia. Rồi mã số 8 này cao 1m7, tán ngang thì khoảng 1m3 nha quý vị. Rồi nút nụ tròn do, dàn xương nữa đây, xương cũng bự ha. Rồi 30 quành anh em to ha. Để to không anh em. Rồi giao lưu nhiêu đây chị? Giao lưu 1,8 triệu luôn anh em. Rồi xuống cây quành 30, 1,8 triệu luôn. Rồi qua lưu hôm nay có lá nha quý vị. Rồi mã số 9. Mã số 9. Rồi cao tầm 1m3 đến 1m4 gì đó. Này lá xử lý sao chị? À, cái này mình quay xong rồi mình cũng xuống lá cho anh em nha. Tại vì cái này mình chưa có làm lá kịp. Rồi. À, mình làm xong mình quay xong vậy nè anh em, rồi chốt xong là bắt đầu mình xong là mình lật lá luôn hết. Là không có chừa lá phải không? Không chừa lá luôn, phải xuống lá cho anh em cho cây nó khỏe nha anh em. Giao gần thì mình khỏi xuống, còn giao xa mình phải xuống lá. Rồi. Rồi tán ngang khoảng 1m4 nha quý vị. Cây này tròn quay luôn. Rồi, cái xương đó nè. Tròn do. Nó nút nụ ra quý vị. Nè, nút nụ ha. Rồi mình xuống cái hoành em nó luôn nha quý vị. Cái cây này nó u nần nần hết rồi anh em. Mai này nó u nần cái nè. Nó y như đòn bánh tét vậy đó. Ngộ quá. Rồi cho em cái hoành luôn chị. Sao mình thấy cây u nần tự nhiên mình thích. U nần giống như Vô hả thầy? 27. Hoành 27 nha anh em. Này giống như đòn bánh tét nè. Ngắn nó u nần nè. Rồi giao luôn với chị. Cây này mình giao luôn với anh em ở giá 1,3 triệu. Rồi 1,3 triệu. Rồi xuống cây. Mã số 9 nha quý vị. Rồi xuống 10 sau lưng. Lùi qua bên đây. Rồi qua đây quý vị, trong khoảng thời gian lùi quý vị thấy chóng mặt thì thông cảm. Rồi mã số 10 cao 1,5 m, tà ngang 1,4 m. À rồi tà ngang quá trớn mà tay cành đều. À tay cành đó nè, chi cành đều lắm anh em. À, còn nút nụ nè quý vị ơi, thằng tròn hết trơn đây ha. À, dàn xương ở dưới đây, dàn xương cũng đặt hết trơn đây ha. Thoát thân xác đất luôn, cây vừa rồi cũng thoát thân xác. Quay kỹ. Rồi, cho cái hoành nha chị. Dạ. Rồi, hoành em nó. 23 anh em. Rồi. Giao lưu với anh em giá 1,3 triệu anh em. Mã số 10. Qua, để quay vòng để cho quý vị xem ha. Để thì với tay cầm sát đất luôn. Rồi xuống cây mã số 10. Rồi qua đây luôn quý vị ơi, mã số 11 ha. Rồi 11 này cao tầm 1m7 nha quý vị. Rồi tán ngang khoảng 1m4 ha. Đây cạnh quá trời. Thì đặt hết trơn nè. Dì bích hết trơn. Rồi vô để thấy có cái lỗ nè. Tay cạnh trong. Nút nụ thì giờ như vậy nè, nhưng quý vị nó u hết trơn rồi ha. Còn tròn hết trơn rồi ha. Cái cạnh sắc đeo nè anh em. Dàn xương dưới chị quay vòng cho em quay dàn xương dưới đi chị. Đó. Đó cái gì? Mấy cây này nó có mắt ha. Y như nó không có y như mắt tre. Rồi cho cái hoành em nó luôn chị. Rồi hoành em nó bao nhiêu đây quý vị? Rồi coi ha. 27 yếu xíu tính 26 thôi nha. 27 yếu tí xíu mà định 26 nha anh em. Rồi vô luôn nhiêu chị? Rồi mình giao lưu với anh em giá 1,3 triệu luôn nha anh em. Rồi 1,3 triệu. Rồi xuống cây.
Đây 15 nè. Qua mã số tiếp theo. 11. 11 này cao tầm 1,6. Tán ngang 1,4. Cây này cái dàn tàn nó xè đẹp nha quý vị. Tán ngang nè. Nó xè ngang đẹp lắm nha. Về quý vị khỏi kéo luôn á nè. Họ kéo ngang luôn á, nó xè ngang hết trơn rồi nè. Thoát thân thấp. Tay cạnh cũng đặt hết trơn ha. Đặt quẹo quá anh em. Cái đế cũng đế, đế là 24 giờ anh em ơi. Quá đẹp. Rồi, cho cái quà anh em nó luôn. Vô. Đế quá trời đẹp luôn. 20 mấy giờ thầy? 25. Hai đấu có lợi đàng hoàng. 26, 25. Sao yếu? Sao yếu tính 25 nha anh em. Phải còn rồi nữa. Mã 11 này mình giao lưu với anh em giá 1,6 triệu nhanh tay chốt anh em. 1,6 triệu ha, đó, đế quyết một quẹp luôn. Mắt có mắt, có mắt như mắt tre. Tay cành cũng đặt luôn ha, 1,6 triệu. Đế đẹp luôn. Rồi, qua mã số tiếp theo. 12. 12 hả? Thấy không đập? 12. Rồi cao. Cao 1,4 m thôi. Rồi, tán ngang khoảng 1,3 m đi ha. Rồi, chưa kéo là tự nhiên nó dính con nụi trong này. Đó, kéo là rộng rinh luôn. Rồi, em này nó cũng đang ôm nụ nhưng quý vị. Thoát thân thấp nữa. Ê, quý vị xem nụ nó nè. Cũng ngồi viết nha. Nó nụ ngồi viết à. Có nhưng mà đây, bên đây nó nhiều hơn nè. Ngồi viết này bên đây bự hơn nè. Rồi, vàng xương. Rồi, xây quý vị xem vàng xương nè. Cái thoát thân nè nha anh em. Đức. Rồi, cho em cái hoành luôn chị. Đế đẹp. Rồi, cho cái hoành luôn ha. Thấy đế không? Thì cho xem đế đi. Thì quay cái hoành xây vòng rồi báo giá. Cho quý vị xem đế rồi báo giá luôn chị. Hoành 25. Rồi, xây vòng. Đế nè. Để đây. Rồi, giao lưu như chị. Giao lưu 1,4 triệu anh em. Rồi, 1,4 triệu ha. Rễ bự bự không ha. Rồi, mã số 12 mình xuống cây. Mình qua mã số 13. 13. 13 này hoành to à. Rồi, cao 1,6 m. Tán ngang khoảng tầm 1,3 m đến 1,4 m nha quý vị. Cái này thì nụ đang ôm rất là to. Đây. Rồi, tay cành nè. Tay cành chia cũng đều nha. À, cái này cái hoành bự nhất hồi nãy giờ nè. Chị xây giúp em chị. Rồi, tiếp luôn, tiếp nữa chị. Đó. Hoành bự nha. Hoành này chắc gần 30 à. Rồi. Thử đo ra cho em cái hoành nè chị. Hoành quá, tệ bự luôn à. Hoành 31. 31, đúng. Rồi, giao lưu như chị. Mã số này mình giao lưu với anh em giá 1,5 triệu anh em. Rồi, 1,5 triệu ha. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo 14. Rồi, cao 1,6 m. Rồi, tán ngang em này chắc khoảng tầm 1,2 m. Cắt tỉa tầng thông ha. Rồi, quý vị xem tên đỉnh đó nè quý vị. Nụ đang ôm nè, quá xá luôn ha. Đặt kẹo ở trên luôn ha. Rồi, xuống dưới luôn nha quý vị. Xây luôn chị ơi. Xây vòng cho quý vị xem cái dàn xương đó ha. Chị xây giúp em chị. Đó, dàn xương chia cũng đều nè. Rồi, hoành em nói luôn chị ơi. Vô cái hoành luôn. 22. Rồi, cái này giao luôn như chị. Thật thân thích Dũng á. Coi. À, cái này mình giao lưu với anh em giá 1,1 triệu anh em. Rồi, 1,1 triệu. Rồi, xuống cây. Mình qua cây 15 luôn quý vị. 15. Rồi, mã số 15 này cao tầm 1,5 m cho chắc đi nha quý vị. Cái tên có đọt nhỏ nhỏ nữa, chắc mình cũng phải cắt còn 1,5 m. Rồi, tán ngang tầm 1,3 m. Đây dàn xương quý vị xem nha.
Rồi ra ra luôn, dàn xương tiếp tiếp dàn xương luôn. Đó. Đấy anh em. Rồi quanh luôn chị. Hai mươi mốt anh em. Rồi xe nhẹ dòng đế mình báo giá chủ gì luôn ha. Đế anh em. Rồi giao luôn như chị. Đó 15 mình giao lưu với anh em giá 1,2 triệu hả anh em. Rồi 1,2 triệu. Rồi xuống cây. Qua 16 luôn quý vị. 16. Rồi cây này cao khoảng chắc tầm 1,7 m nha quý vị. Rồi tán ngang anh này chắc khoảng 1,4 m ha. Rồi dừng luôn chị. Rồi nút nụ quý vị. Nụ ha. Ôm mập mập này ha. Rồi dàn xương luôn. Dàn xương cũng đặt đây ha. Cái này lá già dữ ha. Cái này lá già. Rồi xe xe luôn. Tay cành đoạn dưới. Thoát thân thấp không anh em. Sát đất luôn. Thoát thân. Rồi cho cái hoành luôn ha. Quanh 24. Rồi sen dòng luôn. Rồi báo giá 36 này giao lưu giá thì em 1,1 triệu luôn. Rồi 1,1 triệu. Rồi xuống cây. Qua mã số tiếp theo luôn quý vị. Rồi mã số tiếp theo là 17. Tán ngang hiện tại ở vị trí này chắc 1,5 m. Rồi cao 1,7 m nha quý vị. Hai đỉnh đó nè. Rồi tay cành mình rà rà xuống luôn. Quẹo. Đây. Đó ha. Rồi nè quay nút nụ luôn nha quý vị. Đây nút nụ đang ôm nè quý vị, tròn tròn nè ha. Đó. Rồi xuống dưới luôn. Dưới đây. Đó. Quá xa tay cành luôn. Rồi chuẩn bị cho cái hoành em nó luôn chị. Để chắc nó chui vô như cái gì. Xè ngang mà ta thoát thân thấp. Quéo vậy trời. Rồi hoành luôn ha. Chui vô. Hoành 24 anh em. 24 ha. Dạ. 37 mình vô luôn với anh em giá 1,2 triệu anh em. Rồi 1,2 triệu nha quý vị. Rồi xuống cây. Qua mã số tiếp theo luôn. 18. 18 này cao dữ. Nhưng mà tính lên 1,7 m thôi nha quý vị. Rồi 1,7 m cao. Tàn thông. Chị xây cho em dòng cái dàn tàn ở đoạn này ha. Đây ước lượng cái tàn tàn rộng nhất của em nó khoảng 1,4 m nha quý vị. Cao thì hơn 1,7 m nhưng tính 1,7 m nha quý vị. 1,7 m mới ship được cho quý vị toàn quốc nha. Cây này rồi mình vô đưa chuột nè. Đẹp ghê, một thân đi lên không. Tại cành đóng cũng đều ha. Đế quá lại đẹp quá. Này mã số hiện tại bây giờ là 18. 18 ha. Rồi cho cái hoành em nói luôn chị. Hoành em 18 đây. Hoành 25. 25 hoành. Rồi xe xe dòng đế luôn. Đẹp quá trời luôn anh em ơi. Xe ha, xe tứ tứ tướng luôn ha. Quá trời cái đế đẹp nè. Đặt kẹo. Rồi giao luôn như chị. Giao luôn 1,6 triệu anh em. Rồi 1,6 triệu. Có cái mây đẹp. Mã số 18 ha. Rồi mã số tiếp theo 19 quý vị. Rồi 19 này cao cũng quá xá lá cao luôn nhưng mà tính 1,7 m nha quý vị. 1,7 m mới ship được cho quý vị toàn quốc nha. Ví dụ mình miền Tây mình á thì gần á thì mình giao mình không có cắt bớt cái đọt nha anh em, mình giao tới chỗ cho anh em luôn. Rồi. Cái tải là mình giao là cái này cao 2 mét mấy. Còn cái này mà chờ ship đi chắc có phải là phải cắt quá. Nếu xa nữa là lấy còn 1,7 m ha. Cái này là ship miền Tây vòng ở đây. Vòng ở đây thì mình để y vậy mình giao cho anh em. Rồi nút nụ ha, tròn tròn ha. Cái này dàn xương đặt hết trơn à. Hết trời. Cao hơn 2 mét mấy đó. Rồi xuống dàn xương dưới luôn. Nãy có báo tầng ngang chưa thầy? Rồi ngang báo rồi, cao báo rồi luôn rồi. Rồi wow. Xương dưới nè, quá sát xương luôn ha. Này nó bẻ ngang gì mình khỏi bẻ lại như quý vị.
Dạ đẹp ha. Cây này đẹp sẵn rồi. Cây này đẹp sẵn luôn. Cây này đẹp sẵn rồi. Rồi vô hoành em nói luôn. Đế cũng nở ha. Hoành thì chắc đế không nào to dữ, nhưng mà cái đế nó có cái củ bự dạng. 26 ha. 26. À, có cái củ nè. Này đẹp ghê, thân đẹp. Cái cành thì chia đẹp nè. Chia đẹp luôn. Đó, chậm chậm nha, để nó dướng cái máy quay cái. Đây quý vị. Vì ngắm cho kỹ dựng đây cho quý vị ngắm kỹ cái đoạn này đế kỹ. À, ngắm đế kỹ nha quý vị, cái gì nhất đế gì thân ha. Đó, củ nở nè. Đó, củ nè. Đó, đế có nè, tay cành đẹp ha. Đẹp quá, tại cành chi điều hết trơn. Cái này giao luôn như đây chị. 2,1 triệu anh em. Rồi, 2,1 triệu. Quý vị ở khu vực miền Tây ship cho quý vị là nguyên nguyên chiều cao giao luôn. Mã số 19, giao luôn 2,1 triệu nha anh em. Rồi, mã số 19 nha, qua 20 luôn. Rồi, 20 này chị xe cho em vòng, em ước lượng tán ngang em nói cái ha. Rồi, khoảng 1m3, cao 1m7. Rồi, nút nụ. Rồi, dừng lại em mới quay nút nụ được nha. Hãy quý vị nút nụ bự chảng ha. Này chơi dừa Tết thì chơi được. Nếu không lạc lá. Nếu không lạc lá thì mình mới ra chơi Tết được nha quý vị. À, dàn xương nè. Đặt kẹo. Rồi, dàn xương đoạn dưới cũng đặt luôn. Đó, tự quay luôn. Rồi, vô cái hoành em nói luôn, chị đẹp ơi. Này củ nở nha. Rồi, cây này. Cái cây này nó có gì. Hoành 25 anh em. Rồi, 25 hoành. Giao lưu nhiêu đây không em? Giao lưu nhiêu chị? À, giao lưu giá triệu 4, mã số 20 anh em. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 21. Nép nép quanh kia kìa chị. Rồi, cao tầm 1m6 đi quý vị. Rồi, tán ngang khoảng tầm 1m4 nha quý vị. Cây này lá rất là già. Rồi, xây xây luôn. Đó. Hồi chóng mặt luôn, thôi dừng lại. Chóng mặt. Ai biết xây. Chóng mặt quá. Ai biết kêu xây thì xây, giờ sao vậy? Rồi, nút nụ đây quý vị. Ha, đây cũng vậy nha, nút nụ tròn tròn hết trơn ha. Rồi, dàn xương trong nha quý vị. Đây, dàn xương ha. Đặt hết trơn nha. Rồi xuống dưới luôn nha quý vị. À, thất thân của lý tưởng thì thân hơi lắc nhẹ ha. Rồi xen vòng cái đoạn dưới nghe chị. À, tay cành đoạn dưới á. Đế cũng đẹp á anh em. Lắc nhẹ ha, lắc duyên quá ha. Lắc duyên. Rồi. Lắc duyên. Lắc duyên à, tay cành mọc mọc không nè. Rồi hoành luôn. Hoành 23 anh em. Rồi xe nhẹ cái đế nó cả nhà. À, đế xè ha, thân lắc nhẹ, tay cành lực đó nè. Đủ rễ sao ha. Đây trước cũng có ông rễ chịu trước nè. Rồi giao lưu nhiêu chị? Giao lưu triệu 4 anh em. Rồi triệu 4. Rồi mình xuống cây. Rồi qua cây tiếp theo. Rồi, 22. Rồi 22 này cao tầm chắc 1,5 m quý vị. Tay tán ngang em nói đây. Chị xen vòng cho em ước lượng tán ngang em nói ha. Rồi tán ngang cũng tầm 1,4 m nha quý vị. Rồi chậm chậm thôi nha. Rồi thôi mình dừng lại luôn nha quý vị. Quay dù dù hồi là chóng mặt ha. Quay vậy đủ rồi. Rồi nút nụ rồi quý vị. Đây. Rồi dàn xương trong luôn ha. Rồi rà rà xuống luôn, xuống dưới luôn. Ê, cái này có cái củ nở quá ha. Thoát thân thấp nữa thầy. Dạ. Thoát thân thấp ép á. Đó, tay cành đặt kẹo ha. Ừ. Cái thoát thân gì mà nó dính. Rồi, đất luôn. Cho em cái hoành luôn chị. Củ quá củ nở nha anh em. Củ nở còn do luôn. Hoành nhiêu đây? Mình đo ngay cái lộ, đường ngay chỗ cái bụng nó vậy ha. 27, 26 vậy chị? 27 yếu chít thôi. À, xíu xíu ha, tính 26 đi ha. Thôi tính 26 đi. 6 cho quý vị thương. Ừ, đây nè. Dưới đây nở cụ tròn giò dưới đây này đo ngang chỗ cái ngẩn trên cái eo eo ở trên á, chứ ở dưới là nở bự lắm á, nó nở nè. Tròn giò luôn. Nở như củ sứ vậy quý vị.
22 vô lô tuyệt tư luôn anh em. À, củ sứ nè. Đỡ đẹp thiệt chứ như củ sứ đúng rồi. Rồi, xuống cây. Rồi, mình qua cây 23. 23. Rồi, cao 1m7 nha quý vị. Rồi, tán ngang 1m3. Rồi, quay gần quá mà quay nhanh quá chóng mặt ha, kéo xa ra cho quý vị cái nha. Rồi chui vô nha quý vị, chui vô xem cái gì, cái dàn xương trong cái ha. Rồi, thấy trước khi chui vô quay cái nút nụ trước ha, ở ngoài đây có nút nụ nè. Quay trước cho quý vị xem luôn ha. Rồi, chui vô xem dàn xương trong cái quý vị. Đây là đoạn dưới ha. Kéo lên nha quý vị. Đó, đoạn giữa giữa nè. Cố gắng quay kỹ cho quý vị nha, xem cho quý vị xem ha. Thấy hài lòng cây nào thì cứ mạnh dạn alo cho chị đẹp nha quý vị, số điện thoại để trên tiêu đề nha quý vị. Rồi mình xuống cái hoành luôn nha chị đẹp. Rồi. Rồi vô cái hoành cho em luôn. Rồi đo luôn. Rồi hoành 23 anh em. Rồi. Cái này giao lưu nhiêu chị? 33 này mình giao lưu 1.1 cho anh em thôi. Rồi 1.1 nha quý vị, mã số 23. Rồi qua 24 thì cái tầng hơi thấp thấp xíu ha. Này cao chắc khoảng 1 mét. Ừ chứ thầy. 8.000 đâu thử coi, em ước lượng mà chị đo thử coi. Thôi thì phải thôi, mét đi. 8.000 chắc khoảng 1.4 m. Cây này nó gọn anh em, nó bùng. Cái cây này mình để trước cửa nhà mình chơi rất là hay. Rất là đẹp. Xây nữa để em quay nút nụ cho quý vị cái ha. Đây quý vị. Nút nụ em nói đây ha. Rồi xuống cái dàn tay cành nè quý vị. Chiều cao nó chiều cao nó thua cái chiều ngang. Chiều ngang tới khoảng 1m4 gì đó. Cỡ đó. Đế này cũng đẹp. Rồi xây cái vậy. Vòng đó, bây giờ mới cần xây đó. Đó, tay cành nè. Đế đẹp luôn. Rồi thật thân thấp ha. Rồi cho em cái hoành luôn chị. Hoành 22. Vô luôn. Vô luôn nhiêu chị? Vô luôn 1 triệu anh em. Rồi 1 triệu. Rồi xuống cây. Rồi qua mã số tiếp theo 25. Này cao hơn 1m7 nhưng mình báo 1m7 thôi nha quý vị. Rồi tán ngang khoảng 1m3 ha. Cắt tỉa thì như cây thông. Rồi nút nụ luôn ha. Đây nút nụ nè. Lật vài cái lá đây cho quý vị xem nút nụ nè. Đó, nút nụ đặt hết trơn ha. Rồi dàn xương luôn nha quý vị. Đây dàn xương em nó nè. Rồi cho cái quần em nó luôn. 21 anh em. Rồi 21. Giao luôn nhiêu chị? Giao luôn giá 1 triệu luôn anh em. Rồi 1 triệu luôn, được cây mai cao hơn 1m7 luôn. Rồi mã số tiếp theo 20 mấy rồi em quên rồi quý vị ơi. 26 ạ. Rồi 26. Hồi nãy giờ mới có 26 à. 26 rồi mình này không? Cao khoảng tầm 1m7 nha quý vị. Đúng rồi đó chị. Quay nãy lâu quá mà mới có 26 cây hả. Rồi cao khoảng 1m7, 2m6 gì quên rồi ha. Ước lượng tầm đó. Rồi tán ngang khoảng 1m3 nha quý vị. Rồi vô cái nút nụ luôn nha quý vị. Đây nút nụ em nói đây ha. Rồi xuống tay cành đoạn dưới thì cây này thoát thân khoảng chừng 20 mấy đó quý vị. Thân thì hơi cao một xíu ha. Rồi hoành luôn. Đế gì cái đẹp chứ vậy ta. Rồi cho cái hoành canh xây đế báo giá luôn chị. Hoành 20. Rồi xây luôn. Rồi giao luôn nhiêu chị? Giao luôn 1 triệu luôn anh em. Rồi mã số 26 nha quý vị. Rồi qua mã số 27. Rồi 27 cao 1m7 luôn nha quý vị. Rồi tán ngang em này chắc khoảng 1m3 luôn. Tàn thông, tay cành chia đều. Rồi nút nụ nhóc luôn. Đây quý vị, mập mập ha. Đây như vậy nè. Nụ mập mập ha. Rồi dàn xương dưới cũng quá xá ha. Trăm mấy. Hoành nhiêu đây? 21, 22 đây.
22 yếu tính 21. Rồi. Xe nhẹ dòng đế nha quý vị. 37 vô lưu với 5 triệu luôn em. Rồi 1 triệu. Cái cành nè. Cũng đẹp ha. Cái cành cũng đẹp đều ra hả anh em. Từ trên dưới luôn quý vị. Rất đều nha. Rồi, qua mã số 28. Rồi, 28 này cao tầm 1.7 luôn nha quý vị ơi. Tán ngang thì chắc cũng khoảng tầm 1.4. Tầm đó nha quý vị, mình ước lượng thì có thể là sai số ít nha quý vị, cũng có sai số nha. Ước lượng thì không chính xác tuyệt đối được. Cành ha. Rồi xuống tay cành đoạn dưới luôn nha quý vị. Đoạn dưới cũng đẹp đây ha. Rồi cho cái quà em nói luôn chị ơi. Vô. Rồi hẹn khách đi. Đang quay. Rồi vành nhiêu đây? Vành 26 yếu định 25. Rồi xây xây luôn. Xây xây cái chị. Có vành 2 là bầu bây giờ. Rồi giao luôn nhiêu chị? Nhiêu ạ? Mã 28 này mình giao lưu với anh em giá 1.1 luôn anh em. Rồi 1.1 luôn. Rồi mã số 29 đây ha. Rồi cao đụng lưới lan luôn. Nhưng mà tính khoảng 1.7 thôi. Rồi tán ngang chắc 1.2. À nút nụ nhìn thấy thấy mê luôn nè. Nút nụ là tròn do đặc kẹo ha. Xong chưa đồng? À dàn xương nha quý vị. Rồi xây giùm em đoạn dàn xương tay cành dưới chị. Rồi mình vô hoành luôn nha quý vị. Cái này nụ rất là dễ thương những gì đó đóng đặt hết trơn ha. Rồi hoành em nói luôn chị. Rồi đúng rồi, kéo ngang qua nhiêu đây? 23 thầy. 24 yếu. 24 yếu tới 53. Đúng rồi. Rồi bà, anh này mình giao lưu với anh em giá 1.2 triệu. Rồi 1.2 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số 30. Em này hơi thấp thấp một xíu ha. Em này lùng lực anh em. Này chắc cao chắc mét 3 mét 4 gì đó. À, tán ngang thì cũng cỡ mét 3 mét 4 luôn. Rồi xây xíu nữa chị. Ở cây này dễ thương à. Đó dàn xương đóng đặt hết trơn ha. Cây này mới dễ. Cây này mới dễ thương nè. Đây quý vị. Nút nụ quá xá ha. Cái dàn xương nè quý vị, cái này lá thưa thưa dàn xương quý vị thấy kỹ lắm nha nè. Lùng lùng gì mấy cưng nè. Dễ thương gì đâu á. Tay cành từ trên dưới đã đóng đặt kẹo ha. Lùng lùng mình phái lùng lùng vậy nè. Rồi cho cái quành luôn chị ơi. Rồi quành em nó. Yêu 24 yếu tính 23. 24 yếu tí rồi tính 23 thôi. Rồi xây dòng đế nó sao đây? Giúp tay cành thì khổ chê rồi đó. Rồi đế đó quý vị, đế cũng có ha. Tay cành là ghiền luôn ạ. Rồi giao luôn nhiêu chị? Rồi giao luôn 1.2 triệu thôi. Rồi 1.2 triệu. Rồi cái này nhanh tay chốt à. Rồi cây cuối clip rồi quý vị. Rồi cảm ơn quý vị ha, rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi. Thì trong quá trình xem quý vị thích cây nào thì cứ mạnh dạn alo chị đẹp ha. Rồi quý vị xem nếu chưa bấm đăng ký, bấm ký ủng hộ kênh giúp mình nha quý vị. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị mình clip sau. Chị đẹp còn nhiều cây nữa nha quý vị, nhưng mà chỉ clip hôm nay mình giới thiệu chỉ nhiêu đây thôi ha. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị mình clip sau nha.